Can you come through? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sò đây. Tháng này thì mình đã mua rất là nhiều hạ phẩm mới, như các bạn đang thấy ở đây nè, rất là nhiều màu luôn. Mình biết là các bạn rất là thích cái chủ đề này, cho nên là tháng này mình sẽ làm một cái video tổng hợp lại cho các bạn xem những hạ cụ gì mà mình đang có ha. Ok, let's go. Đầu tiên á, thì ở đây mình có những cái cây màu Touch Lip Maker nè. Mình vừa mua bổ sung vào đầu vào cuối tháng này luôn. Mình chưa có dịp sử dụng nhiều cho các bạn xem những cái video mà mình làm vẽ màu này, nhưng mà mình hứa là trong thời gian tới mình sẽ làm nhiều video về Maker hơn. Tiếp theo là những cái tiếp màu lẻ, bên màu lẻ nè, bokeh mà mình đã mua ở đa số là ở bên Kita, một số thì ở bên Hana, rồi ở cái kiểu mình sẽ để link ở bên trên ha. Những cái màu này thì đa số là màu nóng, bởi vì mình thì gu của mình thì thích màu nóng hơn là những cái màu kiểu xanh lá, xanh biển. Hiếm hoi quá là tháng này mình mua được hai tiếp màu xanh biển, và những cái bokeh cũng có màu xanh biển rất là xinh. Bokeh đợt này thì mình mua của Wanai và Hobby In, thì mình sẽ để link mua hàng cho các bạn bên dưới. Ok, mình không quảng cáo đâu, chỉ là mình nhiều bạn hỏi mình, hình ra là thay vì để mình trả lời từng câu một thì mình sẽ để luôn ở bên dưới phần description box ha. Cái bokeh này thì khá là nhỏ nhỏ xinh xinh nè, và mình mua cái bokeh này thì ở Kita Art Shop ha. Các bạn thì chắc là cũng đã quen với lại shop này rồi ha. Những cái màu lẻ này thì mình cũng mua ở bên Kita luôn, thì Kita có tặng cho mình một cái hộp màu trắng để mà để những cái màu lẻ này. Cái màu mà mình tô cho cái màu của hoa hồng này nè là màu cam cà rốt nè, khá là xinh luôn và mình rất thích cái màu đó. Tiếp theo mình có một cái bokeh khá là xinh đến từ một bạn chơi Makeray với mình, bạn ấy tặng cho mình. Mình cũng tặng cho bạn ấy một vài cái tiếp màu, một vài cái bên màu lẻ lẻ của mình ấy. Những cái màu thì rất là xinh luôn. Mình sẽ để vài cái tranh minh họa mà mình sử dụng những cái màu này ở đâu đó trong video này. Ok, tiếp theo mình có những cái màu trong hũ thủy tinh này. Mình đã làm một cái video về màu handmade cho các bạn rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể xem lại video đó nha. Mình sẽ để link ở bên trên cho các bạn nào muốn xem ha. Mình xài cái màu cam này để mà bay cái lớp nền này nè. Cái màu cam này khá là xinh luôn. Mình chưa sử dụng được nhiều cho nên là sắp tới thì mình sẽ làm một cái video để mà vẽ thử bằng cái màu này cho các bạn xem ha. Tiếp theo mình có bốn cây cọ mới, thật ra là ba thôi, bởi vì có tới hai cây tiểu hồng mao lận. Tiểu hồng mao thì mình đã xài, trước đó mình có order một cây, sau đó thì mình lại tiếp tục order thêm một cây nữa bởi vì mình thấy nó xài khá là tốt và cũng êm tai á. Còn cây này, đây là cái cây sơn quỷ trong cái bộ cọ manh tân mình mua bên Hana Art Shop ha. Thì nó khá là nhỏ, nó còn nhỏ hơn cái cây tiểu hồng mao của mình nữa. Còn cái cây lớn này á là cây mã long kim hào, mình mua bên Kita luôn. Tháng này thì mình cũng xài một cái loại giấy mới, đó là giấy Paraben Van Hoff 300, khá là láng, rất là láng luôn. Và kiểu mình thì mình không có thích xài loại giấy quá láng dữ vậy, bởi vì mình có cảm giác nó không ăn màu lắm á. Thì mình đợt này thì mình vẽ commission bằng cái giấy này. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau test những cái màu ở đây ha. Chia sẻ một xíu, thì mình không, thường thì mình không có thích những cái màu kiểu màu lạnh cho lắm á, nhất là những cái tone màu thuộc cái tone kiểu xanh lá thì mình không thích lắm. Mình thì sẽ thích những cái tone kiểu nóng nóng hơn, những tone màu nóng hơn. Và nếu mà mình xài màu lạnh thì mình thường là mình sẽ xài những cái màu kiểu xanh nước biển và xanh tím hơn. Như trong bức tranh hồi nãy thì thay vì lá cây thì mình xài màu xanh lá cây đi, thì mình lại thích xài màu xanh lá cây pha xanh nước biển nhiều hơn, kiểu thế. Mình cũng không biết tại sao mình lại kiểu kỳ thị màu xanh lá cây, nhưng mà thực sự là mình không thích màu xanh lá cây cho lắm. Ở đây thì mình có một cái bokeh màu trầm của bên Kita, đó là những tông màu của Hobby. Cá nhân mình thì mình cũng không có xài màu trầm quá nhiều, nhưng mà bởi vì đợt đó thì Kita sale cái này, bokeh này thì chỉ có 9.000 thôi, thành ra mình đã kèo lâu không được mà hốt luôn, kiểu thế. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có dịp mình dùng nó rồi. Mình thì thường là hay xài những cái màu trầm thì sẽ xài màu kiểu tím than nhiều hơn là những cái màu khác. Kiểu vậy. Và hôm nay thì mình cũng thích thêm cái những cái tông màu nâu, kiểu nâu sáng, nâu đỏ nữa. Thông tin về những cái bokeh, những hoạt cụ này thì mình đã để ở bên dưới phần description box rồi ha. Bạn nào muốn tìm hiểu hoặc là muốn mua thì có thể nhấp vào cái link đó, hoặc là có thể ghé đến cái shop hoạt cụ đó mà mua ha.
Âu, mình không muốn nói nhiều về cái chuyện này, bởi vì mình nói nhiều thì các bạn lại nghĩ là mình đang quảng cáo, nhưng mà thiệt ra là bởi vì các bạn đôi khi trong video của mình đó, các bạn comment hỏi mình nhiều quá mà mình thì không thể nào trả lời hết được. Thành ra là thôi nói trước các bạn để các bạn xuống vào điện description box coi giùm mình nha. Tiếp theo là những cái pocket màu lẻ của mình. Ở đây mình có màu Vision Newton nè. Cái màu này thì mình thấy nó khá là giống với cái màu đầu tiên của bên Tone Cầm đó các bạn, nhưng mà nó sẽ sáng hơn một xíu. Đầu trước thì mình vẽ commission thì mình xài cái màu nó khá là nhiều, mình sẽ để cho nó ở đây. Ta-da. Tiếp theo là cái màu kiểu cam cà rốt một xíu. Hồi đầu thì khi mà mình chọn màu thì chủ yếu là mình nhìn trên cái bìa của màu thôi, thì mình cảm giác là mình không có thích cái màu đó lắm. Kiểu cái màu của nó trên bìa thì sẽ xấu hơn rất là nhiều, nhưng mà đến khi về tay mình bóc ra và mình test thử thì cảm thấy lại nó lại đẹp hơn. What? Mình cũng không hiểu nổi nữa. Chắc là tại vì cái màu swatch của hãng thì trông có vẻ đẹp hơn rất là nhiều, còn cái màu mà mình mua về thì đôi khi là nó không có được, mình không thấy tận mắt được á. Với lại là cái màu swatch nó cũng sáng hơn rất là nhiều so với cái màu thực chất của mình xài á, thành ra là đôi khi mình cũng bị nhầm, bị lừa cái kiểu. Mình không muốn nói là bị lừa đâu. Thôi, tiếp theo là sẽ đến màu White Night. Tiếp màu này thì mình mua hồi đầu tháng, đây là màu Blue Play thì phải. Màu rất là xinh, kiểu màu xanh mà rất là sáng luôn, khi mà lên giấy bao hông thì cực kỳ rất là chói mắt luôn á. Tiếp theo là cũng là một màu tone tím hồng kiểu thế. Dạo gần đây mình cực kỳ thích mấy cái tone màu kiểu tím hồng và những cái tone màu của màu đỏ mà nó hơi trầm trầm xuống, kiểu như Elifresh chẳng hạn, thì mình khá là thích mấy cái màu đó. Mình phát âm không có đúng lắm đâu, thành ra các bạn đừng có chê nha, mình học dốt tiếng Anh lắm. Mình cũng không có ngại ngùng mà nói với các bạn nghe là mình học dốt tiếng Anh, nhưng mình rất là hay sổ tiếng Anh. Tiếp theo là màu đỏ. Mình cảm thấy màu đỏ này khi lên video thì nó hơi lệch tông một xíu rồi. Thực ra ở ngoài thì nó sẽ hơi trầm hơn nhiều, kiểu nó hơi nâu một xíu, nó là màu đỏ nâu kiểu như mà màu của máu gì đó các bạn. Màu của máu mà nó hơi khô, hơi đặc lại nữa, nghe có vẻ hơi ghê đúng không? Nhưng mà thực sự là cái màu nhìn ở ngoài nó cực kỳ chất luôn. Mình rất là thích cái màu đó, và trong cái đợt commission trước thì mình xài cái màu đó rất là nhiều luôn. Wow. Tiếp theo là cái pocket của Wanai. Pocket này thì bao gồm những cái màu mới của Wanai vừa mới đưa vào. Thì nhân cái đợt mà bên Kita đang sale thì hồi đầu tháng mình có hot luôn một cái pocket này. Thực sự là mình khá là thích cái hai cái màu, màu vàng cam và cái màu cam của nó luôn á. Kiểu hai cái màu nó cũng khá là lạ, và thường thì màu da thì mình cũng sẽ pha hai cái màu đó lại với nhau, mặc dù nó hơi chói. Thực sự là cái màu nó rất là chói luôn á các bạn, kiểu màu nóng mà nó hơi sáng quá luôn, sáng được luôn, nhìn tranh mình kiểu bật luôn á, bật to luôn á. Những cái màu sau thì mình cũng khá ít xài, ví dụ như là mấy cái màu kiểu màu xanh này nọ thì như mình nói thì mình khá là thích xài màu nóng hơn là màu lạnh, thành ra là mấy cái màu sau thì có vẻ như là vẫn chưa được đụng tới. Cái màu xanh nước biển nhạt á thì thực sự là nó kiểu nó hơi bột luôn á, không biết là có phải là tại vì nó là màu nhạt hay không, mà mình thấy nó cảm giác như mà swatch xong rồi thì nó sẽ hơi bột một xíu, mình không thích cho lắm. Những cái màu khác thì mình vẫn chưa có cơ hội xài trong tranh của mình. Hy vọng là mình sẽ xài nó sớm thôi. Tuy nhiên thì cái màu lúc mà test ra thì nó cũng không có trầm lắm đâu, mà nó khá là sáng kiểu thế. Hôm nay thì để mà swatch màu thì mình đã chọn một cái loại giấy mà vân khá thô, thành ra là nhìn cái màu swatch thì nó sẽ kiểu đẹp hơn á. Vân mịn thì nhìn cái màu nó sẽ không có được, khi mà swatch thì nhìn cái màu sẽ không có được đẹp lắm. Thành ra là lúc nào khi mà swatch thì mình cũng chọn mấy cái màu giấy mà kiểu vân hơi rau, vân rau một xíu á, nhìn cho nó có vẻ đẹp hơn. Cái bản màu nhìn chó mắt quá trời quá đất luôn. Trời. Ok, thì đây là những cái màu mà mình vừa mới có, mình vừa mới tậu luôn. Hôm nay mình không có nói gì nhiều về màu hết, bởi vì sao, mình vừa mới mua nó, đa số là màu mình vừa mới mua, thành ra là mình cũng chưa có một cái feedback gì cụ thể hết. Vài tháng nữa hoặc là một tháng nữa thì mình sẽ có những cái nhận xét cụ thể hơn về những cái màu này, và mình sẽ nói cho các bạn nghe trong những video tiếp theo của mình ha. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem. Yay.
À đúng rồi, mấy cái màu trong phủ thủy tinh này nè là màu highlight của mình á. Thì sắp tới thì mình sẽ làm một video để test riêng cho các bạn xem ha. Có nhiều bạn thắc mắc về cái màu này của mình lắm, nhưng mà thực sự là mình chưa có recommend được các bạn. Bởi vì mình cần có cái thời gian để mà sử dụng rồi kiểu trải nghiệm các kiểu thì mới đưa ra những cái câu trả lời ấy với các bạn. Tuy nhiên thì những bạn nói là màu này có bị pha hay không, thì mình xin trả lời là có. Trước đây thì mình pha cái màu này vào năm trước đây thì mình có từng làm cái màu này vào năm lớp 12. Đến bây giờ mình học đại học năm 3 về thì màu đã bị phai rồi. Tuy nhiên bức tranh gần đây nhất mà mình vẽ, mình sẽ để link ở trên này ha, thì mình tới bây giờ mình cầm trên tay thì nó vẫn không có bị phai màu. Có lẽ là do cái chất giấy của bao hông trong mình xài trong cái bức tranh đó thì nó có vẻ như là nó dính và nó giữ màu kiểu tốt hơn á. Mình sẽ đợi xem một tháng nữa thử xem là cái màu này nó có bị kiểu phai màu hay không, và sẽ feedback lại cho các bạn ha. Ok, bây giờ thì video của mình cũng đã hết rồi. Mình sẽ dọn dẹp bỏ lại vào trong hộp này nọ các kiểu. Vậy, mình không biết là tháng sau mình sẽ còn đổ đốn biết bao nhiêu tiền của vô cái đống quà vụ nữa đây. Nhưng mà tháng sau các bạn muốn mình trải nghiệm thử màu gì, mình sẽ cố gắng mua và trải nghiệm feedback lại cho các bạn xem. Còn bây giờ thì bye bye và tạm biệt các bạn.